Hi, mình là Phương. Chào mọi người, mình là Thương. Mình đang lướt Tinder thì thấy hình của anh Phương, thì mình luôn tiện quẹt phải luôn, thì ai ngờ mắt nhau ngay lập tức. Sau khi nói chuyện với lại Thương một thời gian và có tìm hiểu thử thì cảm thấy hai đứa lên làm bạn và cùng làm bạn tới bây giờ. Người bạn đặc biệt thì có nhiều nghĩa, không phải là người yêu thì có thể làm bạn bè như mình với anh Phương đây. Với mình thì có một lời khuyên với các bạn là đừng có nhút nhát. Nếu đã có gan quẹt phải rồi thì ráng nghĩ ra cho câu chuyện cho thật là thú vị để người kia không bị nhàm chán.